Tôi mã màng trên trước thì tôi xin ca ba lớp đi thi tâm sự đào văn len. Dạ kính thưa bà con cô bác và tôi đây, chính là tên thật đào văn len. Anh có cuốn dòng họ với cà ben mà cha mẹ tôi là người công ăn lao động. Vừa chào đời kết bạn với nhà nông, rồi thân nhau với anh về quốc đoàn. Đã từng ngàn dặm chín năm xưa, thắng pháp gian lần kết thúc bằng cảnh điện biên. Hạnh diện thái được tự do độc lập, thì có bên công sức nào dặn len đã góp bằng. Qua rồi thời gian pháp trăm lần này đến đầy hùng ngô tàn bạo, chức chức dây bè lũ diện dung mà xưa đến nay còn tên thiếu phụ nhìn. Sóng gió nổi lên lén này cũng quyết liệt, hành quân về chôn đất thành. Ở đây có một hàng dừa, có hàng dừa mang cục cháy hậu kiềm. Hành quân cái cầu dẫn lại hành quân, chắc chả đêm ngày tôi thấy vượt lộ qua bên. Tôi dẫn bên mình anh giải phóng quân xinh đẹp. Lúc đi chiến dịch tôi làm nhiệm vụ nơi đầu, đã từng chờ che bom đạn. Tôi cùng anh giải phóng quân ca đặt trên đất cần giặt chờ mây phen. Lòng bị bao cần chiếc xe cơ giới, giữ cho bầu trời đẹp mãi màu xanh. Kể đó đánh mình định tiến quan phong, diệt đồn cái nay quay về để tiếu đoàn can diện. Cao đồng lò đây đó cùng gạn danh, sao yên dài phong bung tàu trên đường về ghé mùa hè bầu câu. Đấy tới nay nè Hậu Giang, cậu thôi nói chơi chứ còn lo đi chiến dịch. Tiếc gì xét bồ câu mà để giây phút với đồng. Hỡi người em gái mến yêu ơi, ta biết chân ta nó trong đẹp. Cho cú lòng phù đắp ba nằm mạc lúa nàng tim con ngát cháy hậu dầu vàng. Cho em thơ cách sách đánh được sinh học, tình cũng đôi ta đâu phải cây sẻ sẻ nò. Cây gái ta trong một thiên hào, đâu phải tình gì mà cả nước non. Đào văn len chân cây mới hạ dạ hân hoan, biết làm vũ khí xây đắp nuôi rừng. Mở thiên công đường kỹ lo tiên bộ, trên nhảy len đứng nhìn xét một hậu quay lưng. Trên quê giàu đẹp phá phô phường, dài dòng tâm sự của len này. Có hay vợ thì mong ông bà tha thứ dùm cho